Agato xây nhà cùng bạn. Agato xây nhà cùng bạn rất chia sẻ với chị một cái mẫu nhà vườn rất là đẹp mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho khách hàng ở thành phố Hải Phòng các chị nhé. Thì mời bạn Caramel sẽ chia sẻ chi tiết cái màn hình toàn cảnh không gian của công trình. Thì toàn bộ theo cái ngón tay tôi chỉ cho các chị đầu bút đây. Các chị quan sát từ phía bên này, sang phía bên này là 8,5 m, chiều sâu nhà là 9,5 m. Thì anh chị quan sát này, chi tiết cột này và tất cả thì chúng tôi sơn màu cam này. Đấy. Và đây thì màu vân gỗ này cùng với hệ thống đèn hắt, mời các anh chị chúng ta sẽ khám phá tiếp cái không gian tiếp theo. Ở đây thì chúng ta sẽ có góc nhìn từ phía bên này sang phía bên này. Đây bước 5 bậc vào phòng khách này. Đây là phía đằng hồi này, có chúng ta có cửa nách này, đấy, cửa sổ này và cái cửa chính tây không gian của phòng thờ. Đấy, mời các anh chị chúng ta sẽ quan sát góc nhìn tiếp theo. Ở góc nhìn này thì chúng ta nhìn từ trái qua phải đây thì chúng ta sẽ quan sát được đây là cái phần chân móng thì chúng ta sẽ ốp gạch. Đấy, để tránh việc mưa nắng hắt vào nó bẩn. Kể cả các anh chị sơn đến đâu thì nó cũng hay bị bong chóc vì nó tiếp xúc gần với mặt đất anh chị nhé. Còn đây là cái hệ mái của công trình. Với hệ mái của công trình như thế này thì chúng ta rất dễ dàng để thi công xây dựng. Và cái phần giao nhau đây thì chúng ta sẽ bố trí bằng cái phần gấp chữ V inox để chúng ta xả cái xối ra khu vực phía ngoài. Còn đây là cái công năng bên trong. Công năng bên trong thì các anh chị nhìn gồm có 2 phòng ngủ thôi, rất là đơn giản gọn. Và đây là không gian phòng khách và đây không gian phòng thờ. Chúng ta bước 5 bậc vào đây có một cái chiếu trần ở phần sảnh hiên này. Đây là ô cửa sổ của phòng thờ đấy các chị này. Từ khách ra nhìn ra không gian phòng thờ và cái hành lang kết nối ra không gian bếp phía trước và không gian đằng sau. Đây là cái không gian kích diện tích chi tiết toàn bộ không gian của công trình. Thì công trình đây là 8,5 m, chiều sâu là 9,5 m. Thì khu vực phòng thờ 12 m², phòng khách 19 m², 2 phòng ngủ là 12 m² và các hành lang đi 4 m² xung quanh. Thì cứ 2D thì có bản vẽ 3D rất là chi tiết đầy đủ cho các anh chị đây. Đấy, các anh chị có thể quan sát toàn bộ không gian của công trình này. Đấy, thì các anh chị nhìn. Đây là phần mặt cắt này, toàn bộ này. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ giới thiệu các anh chị cái bản vẽ kết cấu của công trình. Với bản vẽ kết cấu này thì các anh chị sẽ nhìn chi tiết là chúng tôi đã thống kê sẵn cái vật tư vật liệu. Phần thép là hết 4 tấn này. Đấy, gạch xây của chúng ta hết 6.700 viên này. Đấy, gạch xây tường chúng ta là 20.309 viên này. Đấy các anh chị nhé. Về thống kê vật tư, còn công trình này thì chúng tôi sử dụng đó là móng băng. Móng băng anh chị nhé. Đây, cái kích thước chân đế móng là 800 và chiều cao móng là kích đổ dầm là 300 300 500 anh chị nhé, 300 500. Vì không gian nhà rất là nhỏ, đây phần kết cấu chúng tôi làm đến đâu tính toán hết các phần vật tư này cho anh chị ra nhìn. Đấy, bản vẽ rất là chi tiết đầy đủ cho anh chị. Sau bản vẽ kết cấu thì các anh chị có thể quan sát thêm đó là bản vẽ về điện nước của công trình. Thì chúng tôi cũng làm rất là chi tiết đầy đủ cho các anh chị để các anh chị có thể nhìn được cái phần bản vẽ điện nước. Rồi chúng ta sẽ thấy bản vẽ điện nước đây. Đây các anh chị, bản vẽ điện nước của công trình này đó. Đây thì sơ đồ bố trí điện ổ cắm thì các anh chị cũng nhìn các cái vị trí ổ cắm các thứ chúng tôi bố trí hết không gian cho các anh chị. Đây vị trí quạt này. Đấy, đầy đủ hồ sơ bản vẽ điện nước và hệ thống camera an ninh. Đây với camera an ninh đây thì các bạn có thể quan sát cái hệ thống đặt cam. Thì chúng tôi đặt một cái cam vào cái cột này anh chị, một cái cam cột này, một cái cam ở phòng khách này. Đấy là chúng ta có thể quan sát được các vị trí đi vào bên trong của công trình. Thì vừa rồi chia sẻ nhanh cho tất cả các anh chị một cái bộ hồ sơ nhà vườn mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho khách hàng ở thành phố Hải Phòng. Đúng qua video này, nếu mà anh chị mà cần tư vấn thiết kế thi công xây dựng nhà thì hãy nhấc máy lên gọi điện cho chúng tôi theo số hotline là 0386 325 566. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ tất cả anh chị. Rồi hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.